Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh channel của mình. Hôm nay mình thực hiện vlog này để trình bày về VLAN cũng như là cách thức cấu hình VLAN trunking một cách cơ bản theo chuỗi series mạng cơ bản của mình. Nào, mình cùng bắt đầu nhé. Đấy, VLAN và đường trunking sẽ hỗ trợ mình trong cái công việc quản trị mạng thì nó sẽ là như thế nào. Trước tiên chúng ta cũng phải tìm hiểu được mà tại sao mà chúng ta phải cần tới VLAN. Đó là chúng ta gặp phải một cái vấn đề về cái việc thiết kế tồi. Nó sẽ là một cái việc mà chúng ta không chia subnetting ra, chúng ta không có phân hoạch các phần đoạn mạng cũng như chúng ta không phân hoạch theo các phòng ban. Có thể hiểu nôm na là vậy, và chúng ta xài chung một cái lớp mạng cho tất cả các bộ phận, ví dụ như là về bên thiết kế, bên nhân sự, bên kế toán, bên IT, mọi thứ đều chung một cái dãy IP thì nó làm cho cái broadcast domain nó lớn hơn. Và cái việc broadcast domain nó lớn hơn nó sẽ làm gì? Lúc này những cái gói tin mà thuộc dạng broadcast ra nó sẽ chiếm đầy băng thông, nó footing trong cái mạng của mình, làm chiếm cái băng thông truyền cũng như giảm hiệu năng của cái việc chuyển mạch. Về lúc này một số lượng lớn các địa chỉ MAC mà theo cái dạng mà unicast nó cũng sẽ bị vấn đề ảnh hưởng theo, cũng như là cái việc manage, cái việc hỗ trợ và cái việc mà đảm bảo an ninh thông tin nó cũng là một thách thức. Vì cái VLAN cơ bản nó là gì? Cơ bản là segment. Chúng ta chia nhỏ nó ra. Nó linh hoạt. Nó linh động, flexible. Nó bảo mật. Ở đây có nghĩa rằng là ví dụ như là VLAN đó, chúng ta có thể hiểu nó là một broadcast domain, nên cứ mỗi một VLAN thì nó sẽ là một cái network ID khác nhau và nó sẽ tương đương với một broadcast domain, và lúc này nó là một cái logical network và chúng ta sẽ không phân biệt được, chúng ta không phải không phân biệt được, xin lỗi, mà nó phải là chúng ta sẽ không cần phải phân biệt là vị trí ngồi đang ở đâu, mà chúng ta có thể ngồi ở bất kỳ đâu miễn sao cùng một VLAN thì chúng ta có thể giao tiếp được với nhau. Ví dụ như trên hình mọi người sẽ thấy là một cái tòa nhà nó có 3 tầng, có switch trung tâm bự ở dưới và có 3 switch tầng khác nhau, có bộ phận sale, nhân sự và kỹ sư ngồi ở tách biệt nhau có mỗi tầng lầu. Mỗi tầng lầu có một sale, một HA và một kỹ sư. Vậy thì lúc này á, thì mình sẽ thấy rằng là các bộ phận sale cần nói chuyện với nhau trong cùng một cái cách domain của họ, mình cùng quản lý đó thì nó cùng một VLAN. Vì lúc này miễn sao nó cùng một VLAN thì cái việc mà mình nói chuyện trong cùng cái hạ tầng máy đó, nó cùng một cái cách domain nó sẽ dễ dàng hơn. Và tương tự vậy đối với nhân sự cũng như là về với kỹ sư. Vì thì về cái mặt mà thiết kế một cái VLAN trong cái tổ chức của mình, là mình thiết kế theo những cái dạng segment mà mình cần chia ra, theo dạng mình phân hoạch nó sẽ như thế nào ra sao, và lợi điểm của nó là mình sẽ rất là dễ dàng để quản lý cũng như troubleshoot. Ví dụ như khi có vấn đề gì đó tại một phòng ban thì mình sẽ có thể troubleshoot riêng cái phòng ban đó thôi, mà chúng ta không cần phải lo lắng những phòng ban khác, và nó giảm thiểu cái gọi là nó giảm thiểu cái việc gọi là để mình control được cái phần routing, gói tin nó đi đâu, làm gì, cũng như là những cái việc broadcast ra nó cũng sẽ bị hạn chế đi. Và gói tin lúc này sẽ là gói tin unicast, là mình biết đến đâu, điểm đến, từ suột nào tới desk nào. Đó. Vì cái mặt thiết kế về apply thì cứ hay hiểu đơn nôm na như lúc nãy Bảo nói, thì một cái network ID nó sẽ tương đương với một VLAN, và một VLAN thì nó chính là giống như là một con switch ảo bên trong của một con switch vật lý vậy. VLAN ở đây nghĩa là virtual LAN á, thì nó sẽ tương đương với một con switch switch ảo trong một switch. Thì một con switch nó sẽ chia ra rất là nhiều VLAN. À, chúng ta sẽ có rất là nhiều 4096 VLAN lận, và chúng ta sẽ có rất là nhiều kiểu khai báo khác nhau cũng như là các hình thức cấu hình xin ghép lại với nhau. Tuy nhiên trong bài hôm nay mình chỉ nói về VLAN cơ bản thôi. Về lúc này về cái mặt traffic network của mình nó sẽ là như thế nào, thì thường cái mặt thiết kế về mặt network traffic thì cứ mỗi một VLAN nó sẽ làm một cái nhiệm vụ nào đó, ví dụ như VoIP IP mình sẽ để một VLAN riêng, những cái multicast mình cũng có thể là một VLAN riêng, và những cái việc mà quản lý thiết bị mạng, quản lý server mình sẽ để các VLAN riêng. Đó, và chúng ta phải phân hoạch ra riêng biệt nhau, và chúng ta nhìn vào địa chỉ IP chúng ta sẽ biết được rằng đây là cái phải là dãy IP quản lý thiết bị không, dãy IP quản lý server hay không. Đó. Vậy thì lúc này VLAN, cách VLAN nó hoạt động như thế nào? Chúng ta có thể hiểu rằng là một
cái lớp mạng chúng ta sẽ chia ra rất là nhiều cấp, nhưng mà nhìn cơ bản chúng ta sẽ có ba cấp như thế này nè. Và khi chúng ta có ba cấp như thế này á, chúng ta sẽ có score bên trên, sau đó distribute asset ở dưới nè, và các máy tính trạm ở dưới đây theo từng một VLAN. Vì lúc này khi mà chúng ta cấu hình VLAN rồi thì tất nhiên chúng ta sẽ cần phải có được trunking. Vì tại sao phải có trunking? Lúc này khi gói tin đi, ví dụ như có một cái máy nó VLAN 2, nó cần nói chuyện với cái VLAN 2 bên này, vậy thì gói tin lúc này sẽ đi như thế nào? Gói tin lúc này sẽ đi như ra sao? Thứ nhất là gói tin sẽ được gửi lên con switch này. Đó, và lúc này là một cái gói tin bình thường. Lưu ý ha, nó là một cái gói tin bình thường. Và khi mà nó chuyển lên con switch này xong á, cái gói tin bình thường này á, nó sẽ được do nó đi vào ở cái cổng này và nó là một VLAN 2 nên sẽ được gắn một cái tag, gọi là tag nha. Đó, là 2. Đó, mình hiểu nôm na là cái này nó bị đóng dấu xuống là 2. Sau đó cái gói tin màu đen này nó sẽ di chuyển trên cái đường này. Thì để cái đường này dành cho tất cả các VLAN có thể đi qua được thì nó được gọi là trunking. Đợi xíu mình sẽ báo trunking sau. Mình có đang giải thích cái phần gói tin đã. Thì khi gói tin lên đây á, thì cái con switch này nó sẽ đọc cái gói tin này. Đó. Nó đọc cái gói tin này và nó nhìn thấy được rằng là ở đây nó có tag là 2 và đang cần nhu cầu đi qua cái VLAN số 2 này, thì nó sẽ gửi gói tin xuống đây. Lúc này khi mà gửi tin xuống đây á, con switch này sẽ xử lý và nó thấy được rằng là ok, mình sẽ phải ân tag ra, có nghĩa là gỡ bỏ ra. Mình sẽ ân tag và gỡ bỏ cái tag ra để hoàn trả lại cái gói tin bình thường. Lúc này không còn là 2 nữa ha, mình không còn là 2 nữa rồi. Với lúc này khi mà đã gửi, gọi là gỡ bỏ ra xong á, mà mình có thể biết được nó sẽ chuyển thành cái gói màu đỏ là cái kiểu gói bình thường và đi ra khỏi cái bọt này, thì lúc này hai máy hoặc VLAN khác nhau sẽ nói chuyện được với nhau. Vì trong trường hợp cái đường trunking ở đây nó sẽ làm gì, ví dụ như ở cũng một tương tự như vậy nhưng mà đối với VLAN 3, ở đây mà có thêm một cái VLAN 3 nữa thì chúng ta chỉ có một cái đường kết nối từ switch này lên switch này thôi. Thì cái đường này làm sao cho mỗi một VLAN, gọi là cho tất cả các VLAN đều có thể đi qua đường này thì nó được gọi là đường trunking. Thì mọi người hiểu như đường trunking giống như đường giao thông trộn đó. Có nghĩa rằng là xe cơ giới hoặc là xe tải, xe container đi chung được hết. Còn nếu mà trường hợp mà mình gán cố định nó vào là cái bọt đó là chạy cái VLAN này thì chỉ có VLAN nó đi thôi, tương tự như ở dưới, ở góc dưới này. Đó. Vậy thì lúc này cái đường trunking là cái đường cho phép tất toàn bộ các gói tin được tag VLAN đi qua. À, và mình có thể filter được, vì nãy dụ như tôi muốn VLAN nào đi qua đường trunking này, tôi muốn VLAN nào đi qua đường trunking kia, hay là mọi người sẽ nghe một vài cái thuật toán nó được gọi là routing layer 2 á. Có nghĩa rằng là mình sẽ điều phối lại làm sao mà cái frame của mình lúc này đối với cái tag nó sẽ đi đâu, nó đi ra đường nào, đi ra như thế nào, mình có thể control được nó. À, chứ không phải là không. Rồi. Vậy thì lúc này khi mà chúng ta làm được như thế này á, thì chúng ta sẽ có một cái lớp đi như thế này, là VLAN 2 đi lên đây, qua đây, VLAN 3 qua đây, như là chung một con switch. Đó. Vậy thì trường hợp VLAN 1 là gì? VLAN 1 lúc này nó được gọi là một VLAN default và nó thường được gọi một cái tên được gọi là Native VLAN. Native VLAN đó là một cái VLAN mà khi đi qua switch lên đường trân sẽ không bị gắn tag. Có nghĩa là gói tin nó như thế nào là nó sẽ nguyên si như vậy và nó phục vụ, thường nó sẽ để phục vụ cho cái việc là quản lý thiết bị ở ban đầu. Và chính vì cái việc mà default như vậy nên thường tất cả các doanh nghiệp ở VLAN 1 họ đều sẽ disable đi, tắt nó đi, không sử dụng VLAN 1 mà họ chuyển qua một cái dạng VLAN khác, ví dụ như VLAN họ tự phân hoạch ra để nhằm tránh cái việc là hacker có thể đoán được cái VLAN nào là cái VLAN quản trị thiết bị mạng của mình. À. Rồi, vậy thì các bước để mình cấu hình một cái VLAN là như thế nào? Đây là các bước thứ nhất mà mình sẽ phải cấu hình những cái 802.1q là để đường trân lên tạo ra các VLAN đó, và cũng như sao có VLAN lại. Về cái việc mà add một cái VLAN á, lúc này mình sẽ thực hiện ở tại mod relic, vô mod config. Chúng ta khai báo VLAN ra, chúng ta khai báo name ra thì chúng ta có thể biết được nó là đang như thế nào, đang ra sao. Thì bảo cũng có một cái bài lab như cái hình mà mọi người có thể nhìn thấy đây. Rồi, vì lúc này mình sẽ ví dụ ha, ví dụ như trên con switch 4, nó là switch,
Bảo tắt con số 4 này đi. Rồi. Ở đây thì Bảo quy định đó là những cái con mà màu, những con mà có cái màu đỏ này nè, những cái máy tính mà có màu đỏ như thế này nè là thuộc VLAN 10. Ok, vậy ở đây Bảo cần phải khai báo. Vậy khai báo như thế nào? Đây là cách thức mình phải khai báo ha. Mình khai báo VLAN 10 nè. Name ví dụ như lúc nãy của mình đó là sale, lấy đúng trong cái slide của mình đi. Rồi. Sau đó mình khai báo thêm VLAN 20. Đó, mình cũng để là name. Rồi mình khai báo VLAN 30. Name là 30 với name là cái gì này. Rồi. Chúng ta lúc này có thể show VLAN ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là chúng ta đã có cái 10, 20 và 30 ở ở đây nhưng mà chưa gắn vô bất cứ bọt nào ha. Rồi, thì đây là cách cách thức mà để mình gắn vô một cái VLAN. Đó, gắn một cái VLAN vào một con switch. Đó, và chúng ta sẽ kiểm tra bằng câu lệnh là show VLAN. Và khi chúng ta show VLAN ra, chúng ta sẽ nhìn thấy tên, thấy tất cả mọi thứ. Vậy lúc này chúng ta hãy show ra một vài cái thông tin khác, ví dụ như show VLAN ID 10. Chúng ta sẽ coi thấy rằng là đây là một cái VLAN 10 có tên là sale. Đó, và sẽ tắt là atit. Đó, vậy ha. Đó là cách đơn giản nhất và mình sẽ làm đồng thời như vậy trên tất cả các con switch còn lại. Đó. Tất cả các con switch còn lại ha. Và để cái việc này nhanh chóng á, thì mình sẽ tạo ra một cái file database như thế này, enable cần t VLAN 10 name là sale. À, rồi exit ra VLAN 20 name là ha. Exit ra VLAN 30, rồi VLAN 30 name là engineer exit ra. Đó, và mình cứ thế mình làm tương tự cho con switch 3 của mình. Đây là con switch 3 của mình. À. Rồi. Switch 3 nè. Rồi. Mình sẽ show thử show VLAN. Rồi, mình có VLAN 10, 20, 30 ha. Ok. Mình sẽ qua bên switch 2. Cũng làm tương tự như vậy. Rồi. Mình sẽ qua con switch 1 là con switch trung tâm của mình. Mình cũng sẽ làm tương tự. Rồi, thì là việc khai báo VLAN của mình đã xong. Vậy lúc này khi mà mình khai báo VLAN xong á, thì chúng ta cần phải khai báo những cái đường trunking kinh. Ví dụ như ở tại switch 2, switch 3, switch 4 và switch 1 này. Thì khi giữa các switch nói chuyện với nhau và chúng ta muốn rằng là đây có VLAN 10, 20, 30 có thể đi chung một cái đường này thì chúng ta sẽ cần khai báo cái đường trân, thì nó được gọi là trân kinh. Vậy cái cách khai báo một cái đường trân kinh nó sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ khai báo cấu hình theo dạng là switch mode. Lúc này chúng ta là switch port mode trân. Đó, để bật cái cổng đó sang thành mode trân. Còn nếu như trường hợp chúng ta muốn một cái bọt đó chỉ chạy duy nhất một cái VLAN nào đó và áp dụng cho cái việc mà kết nối vào thiết bị đầu cuối bên dưới thì chúng ta sẽ là switch port access VLAN tương ứng. Để xíu bạn sẽ demo phần đó cho mọi mọi người ha. Và cái việc này mình sẽ verify được bằng cách này. Vậy lúc này mình sẽ thực hiện như thế nào? Vậy thì quay lại cái sơ đồ của mình cũng như là quay lại các switch của mình thì trước tiên mình sẽ cấu hình trên switch 1 ha. Switch 1 của mình đó là đang giao tiếp với switch 2, switch 3, switch 4 và bằng các cổng là E0 switch 1, E0 switch 2, E0 switch 3 và mình cần ba đường này đó là lên trân. Vì cách thức mình cấu hình sẽ là như sau, cần viết T E0 switch 1 ha. Switch board trân ha, encapsulation.1q ha. Rồi, và switch board mode trân. Rồi, tương tự như vậy mình sẽ làm với E0 xịt 2 switch board trân encapsulation dot 1q nè. Switch board mode trân. Rồi, và cái câu lệnh này mình sẽ hai câu lệnh này mình sẽ thực hiện rất là nhiều lần. Đó. Nên mình cũng sẽ dán nó ra ngoài.
Rồi, để xíu chúng ta có thể thực hiện được nó một cách nhanh chóng nhất có thể. Rồi, đó là về switch. Đây là cái cổng connector này, E0-3 này. Rồi, switch 1 ở trên. Và chúng ta sẽ qua con switch 2, chúng ta cấu hình trước switch 2 ở dưới, cổng E0-0. Ok, connector interface E0-0, chúng ta sẽ dán cho nó trần luôn. Rồi, để cách kiểm tra của mình lúc này là show interface trần. Show interface trần. Và khi chúng ta show interface trần, chúng ta sẽ có nhìn thấy được rằng ở cổng E0-0 mode trần đang là on và tình trạng đang là trần, và native VLAN của nó là 1. Native VLAN nhắc lại có nghĩa là cái VLAN mà đi qua được trần sẽ không bị tác cái gói tin vào. Và lúc này cái bọt của nó, bọt E0-0 là chấp nhận tất cả các VLAN đi đi qua và các VLAN đào tiếp trên con switch này là như thế nào. Thì đây là switch 2 ha, và chúng ta sẽ làm cho cái VPC 5, VPC 8 và VPC 11 tương ứng với 10, 20, 30. Vậy lúc này cái cách thức mình làm nó sẽ là ra sao? Thứ nhất, chúng ta sẽ là E, interface là E0-1, switch bot mode access. Cái câu lệnh mà switch bot mode access đó, nó giúp mình gọi là cái bot này là được access duy nhất vào một cái VLAN nào đó thôi. Và chúng ta sẽ phải khai báo cái việc đó. Thì switch bot mode access, switch bot access VLAN 10 đối với cái VPC 5 tại cổng E0-1 trên switch. Rồi. Tương tự như vậy ha, E0-2 switch bot mode access, switch bot access VLAN 20. Rồi, và làm tương tự vậy đối với những cái con switch khác. Và ở đây thì bảo khai báo sẵn cái 10, 20, 30 rồi. Rồi, qua switch 3. Mình sẽ làm ví dụ con switch 3 ha. Cũng tương tự như thế, chúng ta đã khai báo VLAN ra thì các giao thức như về cổng như E0-0 thì chúng ta sẽ bật các phương thức về switch bot mode trần lên để cho nó lên được trần, và chúng ta sẽ verify bằng cách là chúng ta show câu lệnh là show interface trần. Rồi, có được trần lên ha. Rồi, và lúc này chúng ta sẽ khai báo ví dụ như là VT cho cái cổng E0-1 switch bot mode access, switch bot access VLAN 10. Rồi, interface E0-2 switch bot mode access này. Rồi, cũng làm tương tự như vậy, switch bot access VLAN 20. Rồi, vì lúc này khi mà mình đã cấu hình VLAN xong, cấu hình đường trân xong thì từ cái VPC 5 nó sẽ đi tới VPC 6 được. Nó sẽ đi theo hướng này, theo cái frame nó tương đương như một con switch, nhưng mà thực tế là chúng ta đã đi qua tới ba con switch rồi. Bảo sẽ vào cái, khi bảo cấu hình xong á, khi bảo cấu hình xong á, thì bảo sẽ mở lên cái con VPC 5 nè, con VPC 5 là trên nè, con VPC 6 là dưới ha. Chúng ta sẽ thực hiện coi là nó sẽ show ra nè, chúng ta show ra cái thông tin ha. Thì lúc này cái VPC 5, VPC 6 về mặt vật lý là nằm khác tầng với nhau, cũng khác switch với nhau, nhưng do nó cùng một VLAN nên chúng ta có thể bình được nó một cách thành công. Đây, ví dụ như bình tới máy số 6 ha, còn này là bình tới máy số 5 ha. Đó. Vì lúc này là tuy là vị trí địa lý nó có khác nhau nhưng mà về mặt luận lý thì nó gần như là chung một con switch, thì đó là ý nghĩa của mỗi một cái VLAN. Và tương tự như vậy thì những cái máy tính khác trong cùng một VLAN thì nó sẽ có thể binh được với nhau nếu chúng ta cấu hình VLAN đúng cũng như là cấu hình trần kinh đúng. Ok, tương tự như vậy thì mình sẽ làm với những cái thiết bị VPC khác cũng như là vô đúng những cái con switch mà cũng như là những cái VLAN mà mình đã đặt trên những con switch. Và hy vọng là các bạn có thể hiểu được cái việc vận hành cơ bản nhất về mặt VLAN cũng như là về trần kinh. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này, hy vọng là sẽ giúp được các bạn hiểu về cơ bản của VLAN. Cũng như thường lệ, nếu như bạn thấy video này có ích, xin vui lòng gửi tặng mình một like, đồng thời subscribe kênh, nhấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi mình ra vlog mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.